chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 25 tháng 11 2016, Dow Jones 19.152.14, week today cộng 1.51% và year today cộng 9.91%. Nasdaq

Giá dầu thô 45 đô la 96 cent một bê cũng căn cứ vào thứ Sáu 25 tháng 11 2016. Giá xăng 2 đô la 128 một ca theo công ty AAA thứ Sáu 25 tháng 11 2016. 1 đô la tương đương với 0.9439 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu cũng tương đương với 0.8011 của đồng Anh Kim của Anh Quốc tương đương với 6.92 đồng dân nhân dân tệ của Trung Quốc và tương đương với 64.90 đồng rubble của Nga. Tuần này, đồng đô la của Hoa Kỳ xuống giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, đồng Anh Kim của Anh Quốc, đồng rub của Nga, nhưng lại lên giá so với đồng doanh của nhân dân tệ Trung Quốc. Lãi suất mortgage Freddie Mac thứ tư 23 tháng 11 2016 30 năm cố định là 4.03%, 15 năm cố định là 3.25%. Tình trạng thất nghiệp tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 19 tháng 11, 2016. Có 251.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 18.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 90 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 và là mức thấp nhất kể từ năm 1973. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày 12 tháng 11, 2016, Mỹ có 2 triệu 043.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 60.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 10 đã cung cấp 161.000 việc làm mới, tỷ số thất nghiệp vẫn ở mức 4.9%. Kinh tế Mỹ Tuần này, thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số đều đi lên. Dow Jones tăng cộng 1.51%. Nasdaq tăng cộng 1.45% và S&P 500 tăng cộng 1.44%. Trái ngược với tin tức lệch lạc và thiên vị từ phần lớn các cơ quan truyền thông dòng chính, phản ứng của giới đầu tư rất tích cực, tiếp tục đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi lên. Dow Jones đã phá kỷ lục nhiều lần, vượt lên trên mức 19.000, đạt lên mức 19.152.14 lần đầu trong lịch sử. Đồng thời, các chỉ số chính khác cũng đã ở mức cao nhất hoặc gần mức cao nhất tuần này có dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán tin tưởng rằng tổng thống tân cử Donald Trump sẽ có khả năng làm cho nước mỹ phát triển trở lại loại chứng khoán small cap stock tiếp tục phát triển tốt rõ ràng là thị trường wall street đã và đang tin tưởng vào kế hoạch phát triển kinh tế của tổng thống tân cử Donald Trump chẳng hạn như thứ nhất kế hoạch xây dựng và trùng tu hạ tầng cơ sở với ngân sách dự trù khoảng 1.000 tỷ đô la nhằm tạo việc làm cho người Mỹ. Thứ nhì, sửa đổi hoặc hủy bỏ một số luật lệ rườm ra đã từng tạo khó khăn không cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Và thứ ba, cải cách luật thuế vụ để giảm thuế cho dân Mỹ của ông Trump sẽ đẩy kinh tế phát triển. Thêm một lần nữa, lòng tin của dân Mỹ và giới đầu tư đã và đang được phục hồi nên thị trường chứng khoán đã tiếp tục đi lên và do đó giá vàng đi xuống. Riêng ngày thứ Sáu 25 tháng 11, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.26%, Hồng Kông, Hang Seng tăng cộng 0.51%, Shanghai Composite tăng cộng 0.62%, London FTSE 100 tăng cộng 0.17%, và DAX của Đức đã tăng cộng 0.09%. Giá dầu thô lên mức 45 đô la 96 cent một barrel và giá xăng xuống mức 2 đô la 128 một gallon. Đồng đô la của Mỹ sau khi lên giá chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2003, nghĩa là trong vòng 13 năm. Tuần này đã cho thấy bình thường hơn. Nếu đồng đô la tiếp tục giữ giá bình thường, các ngành chế tạo, sản xuất và xuất cảng của Mỹ có thể được thuận lợi hơn trên thị trường quốc tế. Kết quả của cuộc thăm dò của CNN và Kaiser thực hiện trước ngày bầu cử tổng thống vừa qua, có 63% giới lao động người Mỹ da trắng đã cho biết họ hài lòng với tình trạng tài chính của họ so với chỉ có 40% giới lao động người Mỹ da đen. Cả hai nhóm đều vô cùng bất mãn với tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Theo Pew Research Center, sự khác biệt về tài sản trung bình giữa gia đình người da trắng là 13 lần giàu hơn gia đình người da đen và Latino. Một cuộc nghiên cứu của Economic Policy Institute cho thấy nhân viên da đen với trình độ giáo dục và kinh nghiệm nhiều hơn vẫn còn được trả lương thấp hơn đồng nghiệp da trắng. Một cuộc nghiên cứu khác của Corporation for Economic Development và Institute for Policy Studies cho biết nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ phải cần 228 năm cho gia đình người da đen và 84 năm cho gia đình người gốc Latino tích tụ tài sản cho bằng với tài sản của người gia trắng. Câu hỏi được đặt ra là phải cần bao nhiêu năm để gia đình người Mỹ gốc Việt theo kịp với gia đình người gia trắng? Kinh tế thế giới, phúc trình hôm thứ năm, 24 tháng 11 của Organization for Economic Cooperation and Development cho biết thành phần nghèo đã từng bị thiệt hại nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua đã bị bỏ rơi lại đằng sau trong cuộc phục hồi của toàn cầu nhóm nghiên cứu đã tìm thấy giới có lợi tức thuộc 10% thấp nhất tại các nước tiền tiến đã nhận thấy lợi tức của họ đã bị giảm 16.2% trong thời gian từ 2007 đến 2010. Lợi tức của giới thuộc 10% có lợi tức cao nhất chỉ bị giảm 4.6% trong cùng thời gian mà thôi. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.